Sở Tạch Cha Thanh Lai Pome Pinong mời Pinong bứng le chương trình quam tay khổng đài phát thành kênh truyền hình Điện Biên cuồng chương trình mưa nì hôm mi bưng bay tèm sương lặng. Điện Biên tập hôn ổn pa mà bè dê dương ngày tế hùa bì mở. Nằm phô khẩn khang phàng phong với mẹ bá cuồng mưa lanh khàn. Là suốt chương trình mươi bình ông bứng le bay tèm hiểm bày bánh khầy luôn yến môn xe vong khổng và mẹ con tay rủ Điện Biên. Khai nỉ mươi bình ông bòng cằn bứng le chương trình. Chương bình ông hạc sường bị dòng băn bày sao giảm. Tỉnh Điện Biên tạt o giảm chỉ tiêu gốc tròm cánh húc đang phiên dê cân sẵn. Tòi nằn cháu anh luôn mà bè dư dườn, bản vâng đầy si phân hoi bì nưng. Hôm nằm đắc khẩu nằm phơ ly để chằm dòng hoi bé xếp dòng ban tấn. Thủ hần sách hơn mương, nàng cuồng phồng để dòng ban xí hoi xí xếp tỉ mặn. Xóm số chu hân cạt lông sau phầy hạ xếp chai phân hoi. Mi tướm xí xã đẻ chuẩn, cánh xàm xã po chuẩn bản nam ấu. Chi cực đầy chú lung tạt bùn. Ủy ban nhân dân tỉnh có tạt tánh lưu tang quần pa trụ sở bản ngành chú huyền thị thành phố trên cái năm dệt ngày té của bì. Bằng sáng nghị quyết khổng hội đông nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh có tăng tánh luôn bùn, tạt o chú luôn kẻ khẩy, quần pa chú ngành địa phương, cảm quyết trên cái năm dệt ngày té hồ bì. Con mết lò búc chưa bánh khẩy, luôn mà bè dư dườn, không bì sòng ban bài sao sòng. Giúp tàm bánh khẩy luôn hù trang diệt vịa, lang tỉ trên cái năm dệt nàng vịa. Việc quản đủ, luôn quần pa khổng chính quyền chú cấp. Búc chưa biến mở, việc phầy phân ngân tiên mà khẩy dệt dườn, sư khải trường hang. Tọc hôm nếu chưa lung mi tảng tánh hơn dạo diệt sau tang bảy ma tảng tánh đô thị dịch vụ bòm bưng tòi luông tang mở bánh khầy lang tỉ sủ ngân cốc ngần sách hơn mương cánh nàng vịa khảm khói cặt cung ướt xa nhận bào đôi kình rú dần bay giúp tàm kình rú ra sườn tiếng àn vòm cấp kiểm đủ đẩy lang tỉ bên nào bài chè pẹ sờ bón năm kìn tiền xú xú mê lông mi tiền đòn bó năm bó khổng hiểm bày cánh bánh khầy nên chăn văn hóa trên lang sáng sờ trù chừa côn cánh khùm trên lang búc trưa mà khầy rủ lịch. Năm 2023 tỉnh tập trung thực hiện vào một số giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất là vì dòng ban bài sao sàm, tỉnh giúp tàm điếu chưa chú táng ngân cốc, nọ ngân sách, năm dệt chú luông bùn, mà khay dệt dườn hay na, nhận bảo về năm dệt chú dự án mắc ca, chú cấp mi thẩm quyền về duyệt. Búc chưa năm dệt cứ đài lang tì, phía bàn dài ngân cốc, phải phân tảng tánh hơn rào, so tang, mừ phải, lái lên. Cấp chú luông bùn tạt o ủy ban dần tình co rào chú cấp chú ngành địa phương khẩn khang tảng tánh luông thang năm dệt chú luông bùn mà pe chảnh thí đối cấp chú ngọn viện dệt chú phòng quản tù khổng nàng vịa trách nhiệm khổng cơ quan đơn vị trầu ngày té của bì khẩn khang dệt chảnh chú luông thang mà khầy khổng ngành nàng viện dệt địa phương phải huy chú luôn kẻ khầy cầm quyết nhặt bào năm dệt cứ đầy lang tỉ chú luôn bùn tạt o chúng tôi sẽ tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và xung khỏi tảng tánh luôn bùn nàng phía cấp xếp sóng chương trình quần pa chú cấp ủy tổ chức đảng bưng sở luôn bùn nàng phía không nghị quyết tảng tánh luôn bùn cánh trên cái năm dệt tè tè cuồng xàm bườn hộp bì.
đối các vỉa mạ pê dư dườn hay na giúp tạm nếu chưa chủ tàng ngân cốc trên cái chú lung bùn đề án mạ pê dư dườn hay na bá pu pu hay năm dệt nàng vỉa mạ pê dư dườn hay na bá pu tỏi luông tọp hôm bế khẩy mê lông mi cạt kiên sủ công nghệ dùng cuồng mạ pê dư dườn biến thái chưa phân cỏ pu bồng tòi luông lươn tấm lang tỷ dư dườn nho sùng lang tỷ chu tàng trương dệt o bánh khẩy luông tiếng xa chu tàng trương dệt o xương khảo sàn cà phê mắc ca xếp tàm trên cái mà khẩy luông cạt kiên dệt sườn tông na quảng phấn khải quảng tà đình hộp lại hờ na noi bền hờ na nhớ quảng phấn búc chưa mà pe dệt sườn tòi luông dệt trường hang khải xếp tàm cánh mà pe bưng tàng trương cơn đầy chuẩn ô cốp mít chìa trứng nhằn tròi dừa tủm pua nho sùng lang tỉ chu phòng trưng dệt sườn cơn đầy chuẩn nhằn bào tiêng àn pẹ sờ trưng kìn búc hanh mà pe chu dự án pu mắc ca mà pe dệt sườn hay na pu pá pu chu tàng cò nọ mày trình cò đầy sùm chờ vầy phân ngân tiên năm dệt nàng chu huyền tuần giáo điện biển thanh phố điện biển phủ nằm pô mơ nhé tòa hôm cát kiên mà pe tảnh liềng tòa luông diệt trường hang khải năm diệt tục nò chú luông vàng phong bình hà hở tổ tành tổ liềng tạ luông ngày đi cho dừa chú doanh nghiệp đảng năm diệt nàng vịa bứng đủ tảng tánh dự án phầy ngân cốc mà pe diệt sườn hay na bá pu nàng cuồng phồng khủ cân sẵn ăn lò chú dự án mà pe diệt sườn hay na cổng hệ sùng pu chủ tàng cò hiệp thủ tẩy lại nằm nắc khải bền ca xương cò mắc ca tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả cái chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn choi dừa tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh trên cái năm dệt cơ đầy lang tỳ phía mà khải dệt sườn hay na tấm ten quản đủ hơn mương tỏi luông cạt kiên tạ o nhóm có pu cốc kén đầy năm lắc sùng phải tạ kinh tế sùng xưa hở po hay men na xương có cà phê tre có kiền mạ có mắc ca cánh chu tàng có pu ở mày lần xưa lò có già pu nàng cổng hôm bá mày biến mở luông dệt sườn từng bát tạ o chu tàng trường hang bến khay chu luông mi cuồng dệt sườn hay na không tỉnh vòm nằn là búc chơ năm dệt trường trình lung vùn cuồng mương tầng tánh bàn na mở dàn té pì sòng phân bài sao ê thò pì sòng phân bài sao hạ tói luông bánh khầy lang tỉ viện dệt bồng chờ cho dừa chu phòng cắt cung yếu niều bánh khầy lang tỉ chu tiểu trí bàn na mở đối khắp chu xã có đầy chuẩn po chuẩn bàn na mở chóng hanh trên cái chu nàng phịa chảnh thí khòng đề án bày trẻ cánh bánh khầy lung mi khùm chân lang cấp cuồng mương phiền xôn sức nàng tiện biển phủ bòm cấp mà pe dù lịch tình điện biển họ bị dòng phân bài sao hạ trên cái năm dệt họ bị dòng phân bài xàm xíp chuồng hông mà khầy dù lịch khầy quảng chú luông cạt kiên dệt sườn giữ óc lại tàng trương dù lịch không tình tiếp tục phải bám sát cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để tham mưu cho ủy ban dân tỉnh hoàn thiện một số cái cơ chế. Sắp tám choi dừa hở ủy ban dân tỉnh tẹt ban họt cơ chế chính sách cuồng hỏng văn hóa thể thao cánh du lịch. Tọc hôm chú chính sách tẹt ban họt choi dừa mà khay du lịch. Bồng cấp chú ngành bồng chờ phay phân ngân tiên trên cái chú hỏng văn hóa là cơ sở. Sướp tàm biến mở vỉa phầy phân ngân tiên mà khầy dê sườn sư khải trường hang nếu chưa chủ tàng ngân cốc phầy phân năm dệt khải quảng chú luông mà pe dê sườn nghiên cứu ẩn ba tả chú luông năm tòi luông tang pháp lý chọc trừng nếu chưa chú luông dê sườn mà pe kinh tế do hù cánh khải quảng chú luông dê sườn hợp tác xã ven xanh luông dê sườn mở năm dệt tỉ năng việc khải quảng dệt sườn tạ viện dệt
năm dệt pòm păng, chùa cờ chế chính sách, trường trình dự án, đầy tật bùn, vẻ tà viện dệt mớ, cánh kẻ khầy viện dệt, hở côn lào đồng. Là phải tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền để cho người dân thấy được. Tướng tên nàng phía trên báo dệt xương sư hở dần bay hến đầy quyên lời khổng sầu cuồng chu chương trình lung bùn cuồng mương tăng gión cắt cụ xa hừng hy bóng cấp chu tập đoàn chu tổng công ty chu doanh nghiệp cuồng cánh nọ tỉnh kẻ khay viện dệt hở côn lao động cánh hở côn lao động bày dệt vịa cam mương nọ. Cắp luôn cầm quyết hồng tên cá hồng chính chi ngày té hùa pì tin chưa cuồng pì dòng phan tài sao giảm tỉnh điện biển chi dệt lèo chu nang viện dệt luôn bùn nghị quyết hồng hồi đông nhân dân tỉnh tạt o tương bát phúc anh tỉnh điện biển biển tỉnh mà bè văn cánh hồng hy. Chiêng pì nòng hạc sườn, khay nỉ đảng nhài khẩu mua diệt hay khổng dần bay phổng sùng, ngường mi o phay mải bá ngài, bờ xin chủ múa kiểm lâm huyền nằm pô tỉnh Điện Biên, cò cạt kiên mản cạt, cắp chính quyên chủ địa phường cuồng phồng, chiên cái chú luông vàng phong phay mải bá cuồng mua lành khàn, pì sòng pan bài sao sàm. Nằm pô mền huyền mi đình bá quảng cài hốc xíp xí pan hecta quảng nằn bá bảy chè hùa huẩy hùa bó chằm xí xíp pan hecta bá áo mày cài sao xí hecta luông hủ khổng số nưng dần bay rú chằm bá ma tang nàng vịa bứng đủ bảy chè cánh vàng phong phai mẻ bá nhăng lốt giòn nọ nặn o dần bay tảnh liềng sắt xính lưng quén khơi đằng phay diệt khẩu sàng ún chút bá diệt hay ngường mi o phay mảy bá chi khăn khang phàng phong phay mảy bá mô lành khàn hạt kiểm lâm huyền cậu uẩn pa kiểm lâm diệt vịa cuồng phồng khăn khang tinh xú ủy ban nhân dân chu xã tạt tảnh luông tang bảy chè phàng phong phay mảy bá bom nằn tấm tên nàng vịa trên bảo uẩn pa dần bay lần xưa là chu chào bá tạt tảnh luông phàng phong phay mảy bá lao thàng cỏ nhà cổng hôm mày dệt tang cằn phay lam dệt hay men toi tạt bùn bục trưa bưng chu chiên báo bo sòn pháp luật ma tang bảy chè cánh vàng phong phay mảy bá lưng chơ bứng đủ chu khùm ngường mi phay mảy bá ngài té năn lập tan mi luông kẻ khầy tùm pua xếp tàm cài hoi nưng tổ đôi dần bay bảy chè vàng phong phay mảy bá rủ chu bàn cáp cài bát nưng sòng hoi côn chôm hạp bom nằn lò năm dệt chính sách xào khoán bảy chè bá bằng ca đủ bá họt dần bay choi dừa sầu nho súng lung hủ cánh trách nhiệm cuồng nàng vịa bảy chè cánh mà pe bá hạt kiểm lâm cũng phối hợp cùng với lại các cái tổ dân vận cơ sở hạt kiểm lâm có pòm cấp chư tổ nếu chưa bo sòn bản cuống khổng huyền chiên báo nếu chưa dần bay cuống nang vịa bứng đủ bay che bá hạt kiểm lâm có khăn khang bản dài chu biếng chìa mi hốn ảnh chiên báo ma tăng bảy chè cánh vàng phong phai mẻ bá pòm cấp phong bứng đủ bảy che bá khổng chi cục kiểm lâm chiên báo cải quam mông quam tay nàng loa truyền thanh chu bản có hôm phân nho sùng hùa chờ dần bay cuồng bứng đủ bảy chè cánh vàng phong phay mải bá tạt tảnh luông tang bứng đủ tí tờn chu xã tổ đôi phàng phong phay mải bá chu thôn bản từ tén năn nho sùng hùa chờ không dần bay cuồng bứng đủ bảy chè cánh vàng phong phay mải bá chu chiên báo ma tang nàng vịa bứng đủ bảy chè bá khổng hạt kiểm lâm huyền nằm pô nàng bản huệ hoi xã na hi nàng chu chiên báo dần bay đầy cán bộ kiểm lâm chiên cái bưng khủ ma tang luật bảy chè cánh mạ pe bá nghị định khổng chính phủ ma tang phàng phong phai mẻ bá phạt ngân ma tang vịa bứng đủ bảy chè mạ pe bá
cánh bứng đù trương bá khổng pu. Nàng vỉa phàng phong phay mày bá, luông diệt tăng cẳn phay mày lam, chơ mi phay mày bá, cánh luông phàng phong phay mày bá cắp bón. Sau khi được các đồng chí ở xã với cả các làng chơ đầy chú đồng chí nàng xã cánh phái kiểm lâm trên báo co choi dừa dần bay xung khỏi hồ chành đầy giữa nương khú ma tang bứng đủ bảy chế bá xung khỏi chi báo hỏm tắt mày chơ diệt hay con miết dần bay chi diệt hay cần tống báo các bản làng nằn bàn bứng đủ bản tống báo ma xã bứng đủ khùm đến chầu chi diệt hay rú quần bàn phòng hư và báo. Xã tiếp tục đi tuyên truyền cho các bản. Xã xếp tám trên báo nàng châu bản cánh po me dần bay nho sủng hòa trà bứng đủ cánh bảy chế bá quần pa po me diệt hay cần diệt tăng cẩn phay lam sập bá trên báo po me dần bay bứng đủ ta đến bá đảng mi cánh bứng đủ chu ta đến bá bóng hun nàng quần xã. Cha nửa mẹ nưng cuồng bưng xã phồng sùng mi đình bá quảng cáp cài hà păn sòng hoi hecta quảng nằn bá rào hờ hốc bản khuống cánh xí chua hươn chằm xí păn hốc hoi hà xíp hecta luông hồm khèo khổng bá cài hốc xíp ết phân hoi cáp hồ chờ cảm quyết bảy trẻ cánh vàng phong phay mày bá hài hước lò cuồng mua lành khàn xã cò tùm pua bản uẩn pa bảy trẻ cánh vàng phong phay mẹ bá uẩn pa chùa bản tạt tánh quy ước hướng ước ma tang bảy trẻ mạ pè cánh vàng phong phay mẹ bá uẩn pa chù trưởng bản pòm cấp kiểm lâm diệt việc cuồng phòng trên báo nếu chưa dần bay báo hầm lao bá diệt hay chơ chút hay cần diệt tang cần phay lam vàng phong phay mẹ bá. Công tác bảo vệ rừng ấy sử giúp cùng cộng đồng bán mương quân tây giữ xã Trà Nương sử đã bị sự thống nhất để duyệt theo sự chỉ đạo của đảng bộ chính quyền xã để họp bán họp dân họp bay là họ lại tuyệt đối nghiêm khắc là họ bà đấy là ôi phấn ôi phay để họ phải diệt mân đi thì sau khi họ diệt hay diệt sồn sử phải theo quét thang mân cánh giúp tình hồ hay hồ sồn bà mân phải mấy tay làm. Còn ba tôi là hộ gia đình cá nhân đời diệt phải máy tay làm sử sẽ chịu hình thức phạt xeo bán ký cam kết các hộ gia đình dù đây kiếm lùm cấp dù đây chính quyền là họ sẽ xử lý nghiêm theo cái họ đã ký cam kết. Thì ngoài nên bác sử ngoài cái ăn hậu bảo vệ rừng ăn phẩm ăn tay làm ấy sử cũng diệt giáo diệt hơn sử họ phải cho để bán khốn để họ cho mấy bón đời để ao pén ao phang ao sau cho hối đời số lượng to đời họ phải kê khai cho đấy bán khống họp nhất trí hộ là bơm mỹ giáo mỹ hơn thật sự họ hợp phép bán ẩu nhưng mà tuyệt đối là bà đấy khai bày bán tới nà nử mà khoai nhất là cũng bà đấy khai ô bày xì cùng xa hậu nọ nắn o xã Cha Nửa có tặng hốc tổ bứng đù lưng chư bày chè bá mỏi tổ mi xíp côn pòm nằn cán bộ kiểm lâm diệt việc quảng phòng có tấm ten pòm cáp chú chào bá lưng chơ bứng đủ bưng phòng ngường mi phay mày bá ngài vầy lập tăng sọ hù cánh cằn ngằn bưng côn đằng phay quảng bá cầm quyết kẻ cầm bưng luông diệt phít ma tăng bứng đủ bày chè cánh phàng phong phay mày bá. Khai khẩu mua khổ là chúng đã thành lập tổ phải tuyên truyền hoặc cơ bản là tổ chức họp dân ký cam kết rồi với dân với trưởng bản chứ đào hay lao xuống bón đào bơ hủ phải bộ đầu phải xã địa chính xã hoặc kiểm đơn cắm xã mới đe bón đào mắn khẩu bá bức khẩu qua phải họp dân phải bản có mỹ chính sách trả ngân dịch vụ môi trường dường như là dân có nhận thức nhót xuống xưa bản thân nọ xưa chủ yếu nọ khảo pá mưa âu lô âu đín âu hà nó khảo nằm sự âu hơn mơ dạ khảo pá mưa sự âu khảo xúc âu hơn mơ học bữa đang phải.
khai nỉ đảng khẩu mua lành khàn, bừa xin ngường mi phay mày bá ngày, dâng năn nọ luông bom hôm hanh khổng cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, hư mỏi côn dần, cần nho sùng hỏi trời trách nhiệm của nàng vịa, bảy trẻ cánh vàng phong phay mày bá, lần dưa là dần bay kín rú chằm bá, bưng chua hơn diệt hay. Chiêng pì nòng hạc sườn, ỉn muồn xe vong, mèn luông ỉn muồn, chiên lang muồn giòn nát trờ, ban kiểu cắp đơi kín rủ khỏng bò mè côn tay, phồng tẩy bắc, cò pe xương, nàng tỉnh, điện biển. Xe vong cò bền xềm mày cạt kiên, bò mè bản khuồng, vào khẩn nem chăn, vằn hóa chiên lang sáng sờ khỏng chừa côn trầu. Té châu, tẻ đài ma, bò mè côn tay rú điện biển, lưng chóng hanh hiểm bày, nen chăn vằn hóa chiên lang sáng sở nỉ. Xe vong khổng bò mè côn tay, bảo chắc mi tẻ nham đờ, chẳng hù to, té chùa bầu đơi bù khổng bò mè côn tay, cò bòm ỉn muôn xe vong. Cải nằn xe vong cò đầy chiên thải, té chùa nỉ họt bàn nơ. Xe vong lưng đầy ỉn muôn cuồng chùa bàng xền bàn xền mương, kìn bàng, báo co cuồng chùa bàng cưới đồng, mưng hơn mở, chùa bàng hồi bọ bàn. Cò đầy chùa côn bòm ỉn muôn xe vong. Xe vong lưng pan kiểu cắp đôi kiển rú khổng bò mè côn tay, vừa xưng năn vầy hiểm bày cánh bính khầy, luông yển muôn xe vong. Cầu lạc bộ yển muôn xe vong bò mè côn tay tỉnh điện biển, có cánh đàng búc chứa trên bảo họt chù bản cuồng, mi lại bò mè côn tay kiển rú bòm hôm hanh hiểm bày, luông yển muôn trên lang nỉ. Ăn bãi xe này nó măn mi té cháu hàng hỏi pí hàng pan pí đều trên đó chom đều mới là tăng tổ chức UNESCO tặng băng công nhận là bên năn di sản văn hóa phi vật thể không cấp quốc tế, trên đó xung khỏi là phải tay là rất muôn mông, trên đó xung khỏi tặng tánh khiến nghị biệt đầu tiên e hở chủ trợ lan nóm nhất là học sinh, thế là xung khỏi là tăng cơ quan văn hóa mà tập huấn hở hở quấn pa mi chùm mú hụ khắp hồ xe là trắng chi lông phải xây dựng tảng tánh khẩn lom bản lom khuống là bọ tư quân thảo hoặc lan nóm. Xe vong cỏ ngày, chủ côn bòm khắm mưa cằn xe giòn, bòm bạc xe tọc vong khẩu, bòm khảy o, lèo bòm cằn xe giòn bần nửa bần nửa. Ỉn muôn xe vong, nếu ơn chủ côn ỉn muôn mùa, xúc sáng bàng trờ. Tòi bỉ bườn luông ỉn muôn xe vong, cỏ bền luông ỉn muôn vạn hóa chân lang, bảo lụt thiếu đầy, cuồng đơi kiển rú khổng bò mè côn tay. Xe vong có phung phân búc chưa hùa trở nhọng ảng, mà nên chăn vằn hóa trên lang sáng sờ. Nếu chưa chù bản khuồng bò mè côn tay, xếp tàm bánh khầy xưa hùa trở hiểm bày, nên chăn vằn hóa trên lang sáng sờ khổng chừa côn trầu. Xung khỏi tới chư hiếm bay là men bản thân xung khỏi các bà gầy nòng hay sẽ pom cắn là men ao câu lạc bộ ý, mân phát triển xưa để bay hở
đôi đủ đôi đàn hô năm phải choi mà xuống khỏi sẽ nhân rộng câu lạc bộ ý ở lại côn phòm cần mất xoay vong nặng chứ là mi dịp lễ Tết xong là men xuống khỏi sẽ phải góp một chút là phải muôn phải xe nặng bản nặng mương hâu. Xã Mương Phằng Khầy Mi Sao Bản, Quảng Nằn Mi Xíp Hạ Bản, Pò Mè Côn Tây Kiển Dũ, Dương Bản Trẻ Căn, Bản Phăng, Bản Khá. Vầy Hiểm Bày Cánh Bánh Khầy, Lương Yến Muôn Xe Vong Khổng Pò Mè Côn Tây, Chính Quyên Địa Phường, Lân Tạ Luông Ngài Đì, Nếu Chưa Giản Tay Chu Bản, Có Tặng Tổ Nhóm Khắp Xe, Quảng Nằn Bổng Trờ Khầy Quảng, Yến Muôn Xe Vong. Tổng dân số tên cảm ơn phòng đó mi chết xếp hả phân hỏi đó mình phải tay làm xung khỏi đó mỗi là chi bộ đó phải mi mời đổi văn hóa văn nghệ bản khuống đó tổ chức chơ kín chơ muôn mừ đế mừ tết ví dụ mừ đoàn kết dân tộc là xưng bản khuống là mi kín mi muôn tặng hân tặng rào ảo bờ ảo nang đó xe muôn hở chứ giữ gìn hiện không tổng chân phải tay đó ba hở mân hở tôi lũ làn lan nóm nó chứ chằm ở đó bay xe phải tay đó xung khỏi đó sẽ xưng phổ po me hù khắp hù xe té châu nó xe nằng bản nằng khoáng và khay đó là mi cơ quan chuyên môn phòng ban trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình thành phố này. Xe vong vào khẩn nên chăn văn hóa trên lang sáng sờ khỏng bò mè côn tay. Tẻ chú luông yển muôn khắp xe nát chờ muôn giòn, họt xỉn sửa nung nửa, cảnh chú tàng trường yển muôn trên lang sáng sờ. Luông yển muôn xe giòn sầm pô nhon, luông chăn ngam hùng hừa, khỏng phần sửa còm, cáp thần mắp bém hạt mò ẻo cứu manh bò. Khổng ơi nòng nhưng xào tay. Luông yển muôn xe giòn bần nửa, cắp xiềng cổng phon nương, muôn mùa nát chờ. Sầm pua nhon, luông yển muôn xe giòn, khổng bò mè côn tay, muôn mùa nát chờ. Quảng luông yển muôn xe vong, có vào khừng, nem chăn vằn hóa, luông ba ón khàn vàn, muôn mưng tòn khẽ nó giảm, khổng bò mè côn tay. Nọ nàn ơ, xe vong khổng bò mè côn tay, nhà mi nghĩa cần sẵn, cuồng vịa tóc đầy lăng áo, in muôn khắp xe khổng bò mè sẵn bay, lằng bưng mưa diệt dườn báp mò, trời rửa bò mè in muôn sáng sường. Côn tay mi khót, báo xe cỏ khẩu báo ọ huông, báo xe khẩu ly báo bền man, báo xe trai bảo nhinh xào bảo bền cu bền đùi. Xe bong ý nghĩa là mình là hở hao khám khen cần đoàn kết ba hở hưng phù hưng mía chuộc con nó mình là phở diệt hay diệt na đó có phải hiện cần chớ cháu đó mình là diệt na đó mình là diệt hợp tác chớ được cả hiện nà cần khai đó mình sẽ khoán sản ở đâu đã rú nòng rú na đã mưa muôn mưa tiết mưa đế trắng po cần nó phải chúc đầu đã khám khen xe bong đã mình đoàn kết. Xe phong mền nên trần văn hóa khổng bò mè côn tay có hôn phân cạt kiên nhiều mặn phủ côn các phủ côn phủ côn các bàn mương băn kiều nắm nìa. Lần xưa xe vong vào khẩn luông trần piêng bảo và nhưng trai thảo kẻ nóm nòi diệt vịa sằng mèn phân côn đầu báo co rú phỏng đầu tinh mệt bom tọp hôm muồn mùa nát chờ ịt muồn xe vong cuồng luông muốn mưng chủ côn bom băn kiều nắm nghĩa xưa
bòm nằn luôn yển muôn xe vong nhang đầy chuồng hông chú luôn yển muôn du lịch yển muôn khắp xe. Cứ xung khỏi nó mới điểm di tích hầm Bắc Giáp hâu nó là mũ khỏi nó cử chưa đứng tư tập vong xòe hâu vay con tay hâu bính khải vay hầm ăn quảng cáo hở vật tay hâu là phục vụ hở khách du lịch cơ mương nọ các bà quảng mương hâu ma ỉn ma le ỉn muôn văn hóa văn nghệ không vật tay hâu. Xe vong đầy cổng nhằn, mèn nên chăn phản hóa chân lang sáng sở, mèn luôn nhọng ảng khổng bò mè côn tay, khổng chú chừa côn Việt Nam. Luôn muốn mưng nhọng ảng nằn, chê bền trách nhiệm khổng cá bản cuộng, cuồng hiểm bày cánh bánh khầy, nên chăn phản hóa chú chừa côn Việt Nam, cỏ bê xương bò mè côn tay. Cặp luôn bom sồm chờ khổng cơ quan, bứng đủ văn hóa, bò mè côn tay, luông yển muôn xe vong, xàm đầy bánh khẩy tua quàng xưa mở, cuồng bò mè bàn khuống. Chương trình Quam tay khổng đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên Hot Nì Sò Giang Còn và bò mẹ pin nòng chia lê lau chương trình mời pin nòng khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chung ta khắc trao pin nòng.